Kính thưa quý cộng đoàn, và ngày hôm nay muôn lớp sóng nhạc trên toàn thế giới đang hòa chung một nhịp để cùng chung niềm vui vào ngày mai mừng lễ kính thánh An Tôn. Và thưa quý vị, không chỉ riêng giáo hội Việt Nam và cả giáo phận Vinh chúng ta đây, bao nhiêu trái tim, bao nhiêu dòng máu cũng đang chảy cùng một nhịp, cũng đang hướng cùng một hướng để chúng ta cùng cất cao lời ca, ca ngợi Thánh An Tôn và dâng lên tình yêu Thiên Chúa. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tâm tình của một người con đến từ giáo phận Vinh khi được sống trong niềm vui đó. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếng hát của ca sĩ Hoàng Báu qua một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Di, ca khúc Sống Trong Niềm Vui. Một tràng pháo tay dành cho ca sĩ Hoàng Báu. Thank you.
Xin cảm ơn cộng đồng.